Triệu lệ dĩnh lộ khoảnh khắc ngấn lệ đắt giá nhất sự nghiệp, một tỷ người nín lặng vượt qua đường yên, dương dung. Triệu lệ dĩnh nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải phi thiên 2024, Trung Quốc. Theo Sina, gần một tỷ lượt xem triệu lệ dĩnh khóc khi nhận giải. Lễ trao giải phi thiên lần thứ 34 diễn ra ở Hạ Môn, Trung Quốc vào tối ngày 21 tháng 9. Trong đó, chiến thắng gây bất ngờ nhất tại giải là nữ chính xuất sắc dành cho triệu lệ dĩnh. Phi thiên là một trong ba giải truyền hình lớn của làng giải trí Trung Quốc, cùng Kim ưng, Bạch Ngọc Lan trong đó phi thiên là lễ trao giải truyền hình lâu đời nhất tại trung quốc được trao bởi bộ văn hóa trung quốc được S.A.G.F.T. cục báo chí phát thanh truyền hình trung quốc và ủy ban nghệ thuật điện ảnh trung quốc đảm nhận tổ chức triệu lệ dĩnh giành được giải nữ chính xuất sắc với bộ phim gió thổi bán hạ đây là lần đầu cô được đề cử giải phi thiên và giành chiến thắng việc triệu lệ dĩnh giành được giải phi thiên một giải nghệ thuật cấp nhà nước được xem là bước tiến lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên tại lễ trao giải triệu lệ dĩnh bật khóc chia sẻ tôi chưa bao giờ nghĩ điều tuyệt vời này lại đến với mình. Cảm ơn khán giả đã yêu mến, cảm ơn ban tổ chức đã tin tưởng, ghi nhận, chiến thắng này không phải của riêng tôi mà đến từ tập thể đoàn phim. Trong giây phút rưng rưng trên sân khấu, chính lời những lời phát biểu không có sẵn kịch bản và xuất phát từ sự chân thành của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả theo dõi qua màn ảnh thật sự ngưỡng mộ. Với giải này, Triệu Lệ Dĩnh vượt qua các đồng nghiệp như Đường Yên, Dương Dung, chiến thắng của mỹ nhân sập Kiều truyện nhận được gần một tỷ lượt xem và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Việc Triệu Lệ Dĩnh đoạt giải cũng tạo nên một cuộc so sánh giữa cô và các tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 gồm Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Angela Baby, Nenny. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh được nhiều lời khen về sự tiến bộ trong diễn xuất, lựa chọn kịch bản thì Đường Yên mới trở lại đường đua sau thời gian dài nghỉ ngơi chăm sóc gia đình. Dương Mịch trình làng loạt tác phẩm thất bại, Lưu Thi Thi vẫn mải mê với các dự án cổ trang ngôn tình, Angela Baby bị hạn chế hoạt động. Trên trang cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ hình ảnh chụp cùng Quốc Phi Thiên. Cô tâm sự, Quá trình tham gia bộ phim Gió thổi bán hạ là một hành trình tuyệt vời với cô, diễn viên hy vọng trong tương lai sẽ có những vai diễn tốt, đa dạng để cống hiến cho khán giả. Năm 2023, vai diễn trong Gió thổi bán hạ cũng giúp Triệu Lệ Dĩnh có mặt trong bảng đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Bạch Ngọc Lan, nhưng cô không giành chiến thắng. Gió thổi bán hạ, tên cũ là Đi Ám Man sinh trưởng có sự tham gia diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết, phim lấy bối cảnh thập niên 90, đề cao sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng nhân vật chính của phim là hứa bán hạ triệu lệ dĩnh đóng vừa chào đời thì mẹ cô mất vì khó sinh vì vậy cha cô hận con gái luôn đối xử khắc nghiệt với hứa bán hạ cuộc đời của hứa bán hạ trải qua nhiều thử thách với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế nước nhà hứa bán hạ dẫn dắt hai người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị hứa bán hạ lúc đầu bị si oi thường chèn ép và gặp nhiều khó khăn gió thổi bán hạ đề cao phụ nữ và sức mạnh phi thường của con người được tôi luyện trong môi trường thử thách phim được đề ánh giá cao về chất lượng với nhịp phim dồn dập tình tiết cay cấn đặc biệt diễn xuất của nữ chính triệu lệ dĩnh nhận cơn mưa lời khen của người hâm mộ